xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay đoàn tiếp tục tập động tác lan quay lưng, nhưng là sẽ kết hợp với cái đầu, nó sẽ tăng cái độ khó hơn. Thì bữa giờ đoàn cũng tập liên tục với động tác này, cho nên hôm nay sẽ kết hợp với đầu vô để cho tự như thế nào nha. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho mình bằng nút like và chia sẻ. Nếu như có quảng cáo thì các bạn ủng hộ mình bằng một click của quảng cáo nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái video này nha. Anh em đang tập không trước khởi động và chuẩn bị cầm đầu vào để test thử. Ok, anh em đang hội họp trước khi mà bắt đầu vô tập luyện nha mọi người. Thông báo đâu. Trong đó là sẽ là cập nhật anh em là sẽ tập thứ mấy của hàng tuần. Được chưa? Rồi như bây giờ luôn. Đó mình có thành viên mới. Mình hút đá đúng không? Mình hút đá hả? Đá thì ốm gì? Đây là đệ tử của Hồ Huy Hồng. Hôm nay anh em sẽ tập những cái động tác rất là độc đáo luôn. Hôm nay quá là đông nha mọi người, rất là tuyệt vời. Ok, anh em mình đang nói chuyện trước khi vào một buổi tập, luôn luôn là như vậy. Nói chuyện để mọi người có thể hiểu nhau hơn, mọi người có thể gắn kết hơn. Nói chuyện để mà có thể nói được nội dung hôm nay tập những bài gì. Không biết ở các bạn như thế nào, thì nhưng mà ở đồng mình như là như vậy á. Anh em đang chuẩn khởi động trước khi mà vào thực hiện cái động tác lăn qua lưng nha các bạn. Hiện lăn dưới đất trước để khởi động. Tất cả đều có cái quy trình của nó hết, không thể nào mà nôn nóng được. Hôm nay tập rất là đông nha mọi người. Đây hai cái đầu để sẵn để chút nữa mà có thể làm vài động tác đó. Đặt chân vô người ta xuống. Hiện tại là từng thành viên sẽ khởi động trước. Hôm nay thì lấy cái nệm nó lót để mà tránh chấn thương. Bây giờ sẽ nâng lên một tầm cao mới. Đó là sẽ thử vào đầu nha các bạn. Không thành công rồi. Vô đầu nó hơi chao đảo một tí đó các bạn à. Em xéo lên tí nữa. Em đánh cái vai lên xéo lên tí nữa thì không có tụa sau đâu. Đó, thành công rồi đó. Rất tuyệt vời luôn.
Khi mà vô đầu thì các bạn cần phải nắm cái vai. Ừ, vô đầu dễ làm hơn cậu. Vô phía trước nữa. Tại vì vô đầu. Nếu mà không đầu thì các bạn đánh ngang. Còn nếu có đầu thì các bạn cần phải đánh cái vai lên phía trước một tí thì sẽ được. Bây giờ tiếp tục thành viên thứ hai nha. Thử lăn ngang bằng đầu nha mọi người. Chống cố xuống cho nó lăn que á, chứ không phải liền chống cái nè. Đó, chân thật nó que á. Nhẹ lên, không đâu. Để thực hiện cái đầu thì các bạn không nên tâm lý một tí nào, cần phải mạnh dạn một tí. Hẹn gặp các bạn ở những vlog tiếp theo. Thì cái vlog hôm nay thì mình xin kết thúc tại đây. Vlog lăn ngang quay lưng. Hôm nay thì có sự kết hợp của đầu nữa. Nhưng có vẻ như là kết hợp cái đầu như rất là khó các bạn ạ. Có thể phải tập mất một tuần nữa thì anh em mới có thể thông thục được nữa. Đây là chỉ là mới kết hợp giữa đơn người thôi. Còn kết hợp giữa đầu và đuôi thì rất là khó khăn luôn. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn.